Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cửa hàng mình lại về thêm một chiếc mũ LS2FF805 Thunder Carbon. Đây là chiếc màu xanh trắng. Đây là cái màu mới mà mình chưa từng giới thiệu tới mọi người. Thì hôm nay muốn quay nhanh một video để giới thiệu tới mọi người cái màu này, cũng như là chia sẻ cho mọi người về dịch vụ order bên mình. Chia sẻ lại cho mọi người những cái ưu điểm và hạn chế của chiếc mũ FF805 này. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau nói về giá bán đi. Với cái phiên bản có màu tem như này thì hãng họ đang niêm yết với giá là 11.900.000. Còn cái phiên bản mà màu đen trơn không ấy thì sẽ là 10.900.000. Và quà tặng đi kèm là miên man mọi người ạ. Rất nhiều luôn. Các bạn mua mũ các bạn sẽ có một chiếc mũ như này này. Một cái kính trắng lắp sẵn trên mũ. Đây là cái túi đựng của hãng tặng kèm luôn. Cái túi này rất là đẹp. Các bạn có thể đựng mũ hoặc là đi chơi các bạn để đựng đồ quần áo các thứ cũng được. Và đây là mình thấy là một cái quà tặng cực kỳ giá trị của hãng này. Họ đã trang bị sẵn. Những hãng khác thì phải mua thêm cơ. Đó là cái binoc. Binoc này có chỉ số 120 để gắn vào bên trong kính này, giúp các bạn đi vào mùa đông, các bạn thở ra vô tư, không bị mờ kính. Mình đã sử dụng chiếc mũ FF805 này từ cuối năm 2021 đến bây giờ được tầm khoảng 2 năm rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đằng sau này, một chiếc mũ màu xanh này. Rất hay xuất hiện trong các video của mình và hình ảnh mình chụp ảnh với mũ, với xe đấy. Là mình đã đội chiếc mũ này được 2 năm rồi. Mình đã test đủ cung đường, đủ thời tiết ở miền Bắc và mùa đông các thứ mình chạy hết lên vùng núi các thứ rồi. Thì mình thấy cái Binoc 120 này cực kỳ giá trị. Mình phải chạy vào tầm khoảng 1-2 giờ sáng ở trên miền núi cơ. Đảm bảo mọi người không bị mờ luôn. Rất là tốt mọi người ạ. Với cái Binoc chỉ số 120 này, nếu các bạn phải mua thì nó tiền triệu đấy. Nhưng mà hãng họ đã tặng kèm. Và nó thiết kế dành riêng cho chiếc mũ này, gắn ở bên trong cái kính này luôn. Và một quà tặng tiếp theo là hãng họ có tặng thêm cho chúng ta mấy cái miếng T-Hop. Các bạn nào mà xem những cái giải đua mô tô thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ gắn ở bên ngoài này. Khi mà gặp thời tiết xấu hay gì đó, mờ kính, mờ bẩn bẩn cái này, ta giật vất đi. Nhưng mà cái mình thấy cái này chỉ dành cho chạy track, chạy đua thôi, chứ đâu ra ngoài thực tế thì nó chả có giá trị gì. Nhưng mình test rồi, mình lại không dùng đâu. Và một cái quà tặng tiếp theo nữa là một cái miếng đỡ cổ, chúng ta bơm hơi lên để chúng ta gối vào cổ nhiều. Các bạn đi máy bay đấy, mình thấy cái này nó cũng không giá trị. Như mình đội mũ vào xong lại đỡ cổ vào khó chịu lắm. Thôi tốt nhất là các bạn bơm lên, xong các bạn để mũ để trưng bày ở nhà cho đẹp thôi. Chứ hiệu quả của cái này thì không cao. Vào đây thì tén tèn mấy miếng dán phản quang thôi chứ không có gì đâu mọi người ạ. Vẫn còn nhá, vẫn còn quà tặng, mình đã bảo là quà tặng miên man mà. Đây, một cái kính đen mặc định đi kèm khi các bạn mua mũ, kể cả với màu tem hoặc là màu trơn đen, các bạn cũng được thêm một cái kính đen nữa. Hãng họ tặng kèm luôn. Kính đen này đi trời nắng cực tốt. Mình đảm bảo với mọi người là đi trời nắng cực kỳ tốt. Nhưng ngược lại, với mùa đông ấy thì chỉ tầm khoảng 4 rưỡi chiều đến 5 giờ chiều là chả nhìn thấy gì rồi. Nên là kính này chỉ khuyên mọi người để dùng vào trời nắng thôi nhé. Chúng ta đi xa thì chúng ta phải mang hai kính để chúng ta thay. Vào đây là một chiếc kính. Ở hãng họ có gọi đây là chiếc Iridium Blue. Thì mình gọi là kính xanh đi. Thì mình, bạn khách hàng bạn đã mua cái màu xanh này nên bạn muốn đặt thêm cái kính xanh này. Vào đây cũng là bật mí cho mọi người một cái quà tặng thêm khi các bạn order bên mình. Giá bán mũ đã được hãng niêm yết, mình bán đúng giá. Không tăng cũng không giảm. 11.900.000 với màu này là 11.900.000. Nhưng khi các bạn order để bù lại cái thời gian các bạn phải chờ đợi và đáp lại cái lòng tin yêu của mọi người, cái sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, thì bên mình sẽ có quà tặng thêm cho mọi người. Đây là cái kính này, các bạn sẽ được tặng miễn phí này. Có người thì chọn kính, nhưng có người khác không chọn kính thì mình sẽ tặng mọi người găng tay chẳng hạn. Mình sẽ đưa ra cho mọi người một số những cái quà tặng để mọi người lựa chọn. Thì bạn này bạn ấy không lấy găng tay, bạn lấy cái kính này. Hoặc là mua những cái đồ gì đó giá trị cao hơn thì được giảm giá chẳng hạn. Hoặc chiếc mũ này nó có cả cái đuôi gió carbon bán thêm đấy. Cái đuôi gió carbon đó đâu đó tầm 1.800.000. Thế các bạn mua cái đuôi gió đó thì mình sẽ hỗ trợ giảm giá cho mọi người. Thực sự là khi mà làm video này mình cảm thấy rất là vui. Vui vì các bạn, vì mọi người đã luôn luôn tin tưởng mình. Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau ở ngoài bao giờ, các bạn cũng chưa từng đến cửa hàng của mình. Các bạn tin tưởng chuyển khoản cho mình tiền cọc 5 triệu, 3 triệu, 4 triệu để mình đặt hàng cho mọi người. Thì thực sự đó là một cái điều rất là vui. Và mình cảm thấy là tuyệt vời vì mình đã xây dựng được một cái hình ảnh, cái thương hiệu tốt. Thì mình cũng không để cho mọi người thất vọng đâu. Các bạn cứ yên tâm là chia sẻ trong video ra sao thì thực tế là như vậy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người về cái chiếc mũ FF805 này, những ưu điểm cũng như là những cái hạn chế của nó. Còn dịch vụ đặt hàng thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nhé, mình đã giới thiệu cho mọi người nhiều rồi. Chúng ta hãy tìm hiểu về cái nhược điểm đi. Sau 2 năm sử dụng thì mình phát hiện ra chiếc mũ FF805 này có một nhược điểm cực kỳ kinh khủng. Nhược điểm lớn nhất của nó luôn mọi người ạ. Và nó chỉ có một nhược điểm ấy thôi. Đó là nó không phải là ARV, nó không phải là Shoei, nó cũng không có cái tem Arai, hay cũng không có tem HTC ở đây, mà nó là LS2. Nó không phải là một thương hiệu quá cao cấp,
một thương hiệu mà được các bạn trẻ, được mọi người hâm mộ. Nó là một thương hiệu bình bình thôi. Thì đấy chính là điểm yếu của nó mọi người ạ. Nó không phải là một thương hiệu sang chảnh để đội lên ra ngoài nhìn thấy ồ, anh này anh đội AGV, anh này đội Showe, Arai, mũ đắt tiền lắm nhỉ. Ô LS2 à? LS2 cũng bình bình mà. Mấy cái mũ LS2 chỉ triệu, 2 triệu, 3 triệu thôi, bình bình. Đấy, đấy là điểm yếu của nó. Nó sẽ không dành cho những bạn nào mà thích hàng hiệu, thích thương hiệu, mà nó dành cho những bạn mà tìm hiểu thực sự về mũ và muốn mua một chiếc mũ tốt so với số tiền mình bỏ ra thôi nhé. Chứ đâu bảo là so với AGV, với Showe, Arai không so được đâu. Chiếc mũ này có 11 triệu 9 thôi mà đã được carbon. Trong khi đó Arai, Showe phải 27-30 triệu, 40 triệu. Thì các bạn biết là 27-30 triệu gấp mấy lần thì nó phải xịn hơn nhiều chứ. Nhưng mà chúng ta đang xét trên yếu tố đó là giá bán và những cái gì mà chúng ta nhận được thì là LS2 tuyệt vời. Còn đâu bạn nào mà chấp nhận được là mình không cần thiết phải là quá quan trọng đến thương hiệu thì ok, hãy đến với LS2. Mình đảm bảo các bạn sẽ không hối hận đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên của chiếc mũ này chắc chắn ai cầm vào lần đầu tiên cũng phải thừa nhận luôn. Nó nhẹ, rất nhẹ. Trọng lượng chỉ khoảng 1.300 đến 1.350 gram. Mình đã chạy một tour gọi là tour hành xác 700 km một ngày với chiếc mũ này. Không việc gì luôn. Về vai cổ thoải mái. Không có đau tí gì hết mọi người ạ. Cái khả năng mà khí động học của nó rất là tốt. Trọng lượng cực kỳ nhẹ mà cầm tay lên này. Các bạn nắp cà đô hay nắp tai nghe intercom ấy, vô tư luôn. Gắn gâu đồ cũng được luôn. Nó nhẹ. Thì đây là ưu điểm rất lớn của chiếc mũ này. Và vật liệu của chiếc mũ này là làm từ carbon 6000. Ngoài ra thì nó còn một bản cao cấp hơn nữa là bản carbon 9000. Thì cái bản carbon 9000 đó thì đang được bán với giá là 15 triệu 9. Cái bản carbon 9000 đó thì đã đạt chuẩn phim, là chuẩn trong trường đua. Các bạn có thể mang chiếc mũ đó vào trong trường đua. Nhưng mà với cái bản 11 triệu 9 này thì nó chỉ đạt chứng chỉ ECE của châu Âu và DOT của Mỹ thôi. Nó là bản thương mại. Thì tiết kiệm được mấy triệu đấy. Một cái ưu điểm tiếp theo của chiếc mũ này, chúng ta nói lại một chút về giá bán nhé. 11 triệu 9 mà các bạn đã có carbon rồi. Các bạn thử tính xem trong cái tầm giá đó, mũ mới nhé, chúng ta không so sánh với mũ đã qua sử dụng. Quan điểm của mình là bảo vệ cái đầu thì phải mua cái gì đó nó mới, nó yên tâm. Còn nó đã qua sử dụng thì cái này nó tùy vào cái quan điểm cá nhân thôi. Một ưu điểm tiếp theo của chiếc mũ này đó là kiểu dáng thể thao. Các bạn nhìn mà xem nhé, rất thể thao luôn. Bạn nào mà muốn thể thao hơn chút nữa thì các bạn có thể mua thêm cái đuôi gió carbon nó dài ra mọi người ạ. Nó rất là đẹp, nó giống kiểu mấy cái đuôi gió của mũ Shark ấy. Giống như các tay đua mà đang sử dụng ở trong các giải đua ấy, họ cũng dùng chiếc mũ FS875 này rất là nhiều. Chiếc mũ này thì sẽ rất hợp với những bạn mà chạy những chiếc xe sport, leg cũng hợp luôn. Vì nó kiểu dáng đẹp thể thao cho những bạn mà gọi là giới trẻ một chút đấy. Một ưu điểm tiếp theo của chiếc mũ này đó là về phần kính. Kính của chiếc mũ rất là to. To này, rộng này, các bạn nhìn mà xem này. Thành ra là cái tầm nhìn của chúng ta rất là tốt, thoáng. Mình đã từng đội chiếc mũ HGC RFA 11. Nó có giá, bản đấy là bản sợi thủy tinh thôi. Thì có giá tầm khoảng 9 triệu rưỡi. Còn bản sợi carbon thì nó chỉ là khác với carbon thôi. Thì giá đâu đó 13, 14, 15, 16 triệu rồi đó. Nhưng mình đảm bảo chiếc mũ HGC RFA 11 đó, tầm nhìn kính bé hơn chiếc này. Bé hơn khá nhiều luôn. Mình đã trải nghiệm nhiều mũ rồi nên mình biết. Ưu điểm của cái kính này là nó nhìn rất là thoáng và thật nữa. Một ưu điểm tiếp theo của chiếc mũ này đó là về phần nót vải, cực êm, ôm má bó căng luôn, đội rất là sướng. Những bạn nào mà đã và đang sử dụng chiếc mũ này thì có thể cùng chia sẻ cho mọi người biết nhé. Và như mình thấy là với số tiền mà các bạn bỏ ra ấy, thì cực kỳ hợp lý luôn mọi người ạ. Các bạn không phải đắn đo đâu, trừ mỗi cái nhược điểm ban đầu thôi. Nếu bạn nào mà lăn tăn chỗ đó thì thôi, ok, bỏ, không mua LS2. Video hôm nay chỉ ngắn gọn vậy thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên sub kênh và chia sẻ ủng hộ mình mọi người nhé. Bạn nào cần order thì hãy nhắn mình. Cảm ơn tất cả mọi người.